tư Phúc Lăng, nằm trên một đồi thấp phía sau đền An Sinh, cách đền An Sinh qua hồ Sư Phạm. Đồi này còn được gọi là đồi Trại Lốc, đồi Mít hay đồi Tập Bắn, nay thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết năm 1381, để tránh việc quân Chiêm Thành, Champa tàn phá Lăng Tẩm, nhà Trần đã cho chuyển thần tượng của các lăng ở Giác Hương, Quốc Hương, Mỹ Lộc, Nam Định, Thái Đường, Long Hưng, Kiến Xương, Thái Bình đưa về lăng lớn ở Yên Sinh hay còn gọi là An Sinh ở Đông Triều, Quảng Ninh. Ghi chép ngắn gọn của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ cho biết thông tin về việc nhà Trần cho xây dựng một lăng lớn ở An Sinh để chuyển thần vị các lăng từ Long Hưng, Quốc Hương về An Sinh, không nói rõ lăng lớn đó tên gì, cụ thể có bao nhiêu thần vị được chuyển. Kết quả điều tra nghiên cứu khảo cổ học khu lăng tẩm nhà Trần ở An Sinh cho phép khẳng định lăng lớn mà nhà Trần cho xây dựng tại An Sinh chính là lăng Tư Phúc. Kết quả khai quật thăm dò tại Tư Phúc năm 2009 ở sườn đồi phía nam đã tìm thấy dấu vết con đường dẫn từ đỉnh lên đỉnh đồi, đường rộng 3,45m được kè xếp bằng gạch và cuội. Đó chính là dấu vết đường thần đạo của lăng Tư Phúc. Trên đỉnh đồi cũng đã tìm thấy dấu vết kiến trúc được xây dựng dưới thời Trần của khu trung tâm lăng Tư Phúc, bao gồm dấu vết sân hành lễ, dấu vết kiến trúc hành lang phía tây và dấu vết chính tẩm. Qua các dấu vết kiến trúc đã phát hiện cho thấy khu trung tâm của lăng Tư Phúc được xây dựng theo lối nhiều lớp khép kín lấy chính tẩm, nơi đặt bài vị là trung tâm. Các kiến trúc khác bao quanh kiến trúc trung tâm ngoài các di tích, một số di vật của thời Trần cũng đã phát hiện, trong đó có nhiều bộ phận tượng rồng, lá đề trang trí hình chim phượng với những đường nét tinh xảo. Các di vật này cho thấy kiến trúc lăng Tư Phúc được trang trí hết sức đẹp đẽ, đồng thời thể hiện tính chất công trình lăng tẩm quan trọng trong của hoàng gia nhà Trần. Một số tài liệu khác ghi chép chi tiết hơn về vấn đề lăng Tư Phúc thờ ai. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép lăng Tư Phúc ở nhà Trần ở xã An Sinh, huyện Đông Triều, lăng tẩm Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Giản Định Đế đều ở đây. Đây là tài liệu chính thống đầu tiên có nhắc đến tên lăng Tư Phúc. Ngoài ghi chép của các bộ quốc sử, các sách khác cũng ghi chép về vấn đề này. Sách Trần Triều Lăng Tẩm Đồ Mạn Ký do Nguyễn Tư Giản viết khi ông đang làm tham biện quân vụ Hải Yên năm 1863-1865, phần chép về lăng Tư Phúc cho biết truyền rằng đây là lăng Thái Tông và Trần Thánh Tông, và nghi là có cả lăng Giản Định Đế. Trần Triều Thánh Tổ, các sứ địa đồ, cuốn sách được cho là viết vào thời Minh Mạng năm 1820 đến năm 1840, bản hiện còn do tiên chỉ làng Đốc Trại, nay là Trại Lốc, là ông Lương Quang Bảo sao chép lại vào ngày 19 tháng 7 năm 1942, thời vua Bảo Đại. Trong sách này, ngoài bản vẽ về thế núi, mặt bằng các công trình kiến trúc còn lại ở Tư Phúc, sách còn cho biết thông tin tại đây có 3 tấm bia đá được dựng vào ngày 6 tháng 9 năm Minh Mạng thứ 21. Nội dung bia cụ thể như sau. Bia thứ nhất ghi có nghĩa là Minh Mạng nhị thập thất niên cửu nguyệt sơ lục nhật phụng Trần Triều Thái Tông Hoàng Đế, nghĩa là ngày 6 tháng 9 năm 1840 tạo tại lăng Hoàng Đế Trần Thái Tông theo sắc chỉ. Bia thứ hai có ghi có nghĩa là ngày 6 tháng 9 năm Minh Mạng thứ 21, tức năm 1840 tạo bia tại lăng Hoàng Đế Trần Thánh Tông sắc chỉ. Bia thứ ba có nghĩa là ngày 6 tháng 9 năm Minh Mạng thứ 21 năm 1840 tạo bia lăng Hoàng Đế Trần Giản Định theo sắc chỉ. Cả ba bia này hiện không còn, tuy nhiên như đã biết, năm 1840 vua Minh Mạng đã cho dựng bia ghi nhớ vị trí lăng tẩm của các vua Trần ở An Sinh. Do vậy, việc sách Trần Triều Thánh Tổ, các sứ địa đồ ghi nhận có ba bia đá như trên là hoàn toàn có thể tin được. Như vậy, theo ghi chép của thư tịch thời Nguyễn, thì lăng Tư Phúc là nơi thờ thần tượng của hai vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và nơi táng của vua Trần Giản Định.